Hello, xin kính chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái con lưu biến thể mới đến từ hãng Sinh Su. Thì không biết sao á, dạo này thằng Sinh Siêu á nó chịu khó ra nhiều cái mẫu biến thể mới lắm. Thì đặc biệt á nè, con Megamin CG nè, là tức là Megamin nhưng mà nó có cái vòng tròn chính giữa. Rồi Pyramin CG nó cũng có cái vòng tròn chính giữa luôn, cũng có hãng Sinh Su luôn. Và con 3x3 3x3 cũng của hãng Sinh Su luôn. Thì hình như mình nghe mình biết hình như nó cũng có cái con, nó ra con 4x4 cũng JG luôn á, nhưng mà mình chưa có tìm thấy để mình mua. Thì có dịp á thì mình sẽ tìm mình mua cái con 4x4 JG để mình giới thiệu cho các bạn luôn, cũng của hãng Sinh Su luôn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái con này đây. Đó, cũng của hãng Sinh Su luôn. Con này là con CB2. Thì con này á là nó rất là đặc biệt luôn. Còn nó đặc biệt như thế nào á thì các bạn cùng mình mở ra khám phá nha. Các bạn đừng có bỏ qua nha, còn nhiều điều hay lắm. Đây là cái con Sinh Siêu CB2. Đó. Thì trước khi mình giới thiệu đến các bạn cái con này á, thì mình sẽ nói cho các bạn biết một cái rất là vui luôn, là đây nè. Hồi xưa đó mình có mua một cái con CB2 nè, các bạn thấy đúng CB2 không? Đó. Thậm chí là nó quay được cái tầng này nữa nè các bạn. Đó. Nhưng mà hồi trước á mình mua của cái shop Long Sen á thì khúc đó mình không biết, mình tìm cái con CB2 này là rất là cực khổ luôn. Hình như là lâu lắm rồi á cái hãng Duet nó mới sản xuất ra cái con CB2, đúng không các bạn? Nếu mà các bạn bây giờ các bạn mà muốn kiếm cái con CB2 hầu như là mình thấy là không có cái shop nào bán luôn á. Thì bắt đầu bữa đó mình mới thấy cái shop Long Sen bán cái con này nè, mình quyết định mình mua. Nhưng mà giúp cuộc cha đó mình mới phát hiện ra là cái con này thực sự là nó là con CB1 thôi, CB1 thôi. Nhưng mà các bạn nè, đúng luôn của CB1 của nó chỉ có cái tầng này thôi nè, đúng không các bạn? Nè, đó các bạn thấy không? Nhưng mà đặc biệt một cái á, là bạn Lục Xuân Hòa đó, bạn chơi bạn ăn gian á, bạn cắt cái này nè. Nè, cái dấu cắt còn thấy rõ luôn nè các bạn. Đây để mình cho các bạn coi nè. Nè, đó nè, bởi vì hàng kia mình thấy nó có ba vớ nè, đó. Các bạn cắt ngang qua nè, rõ ràng nè, cái chốt gài nè, các bạn thấy không? Cái chốt gài nè, đó, chốt gài. Đáng lẽ nguyên cái mảnh này nè là cái mảnh nguyên khối của người ta luôn. Đó, thì bạn Lục Xuân Hòa bạn cắt ngang qua vậy nè, đó là các bạn chia ra là bạn thành CB2. Đó các bạn để ý đúng không? Nè. Đáng lẽ của người ta nguyên khối luôn, nó đâu có bị lõm cái này đâu nè, còn đây nè. Còn cái khối chính giữa của người ta nè, đó các bạn thấy nguyên khối không? Đó. Đó thực sự nè các bạn thấy đúng không? Nó như y như là con CB2 thôi, giờ bắt đầu giống như con này nè, giờ các bạn cắt cái đường giữa này đi nè, giờ cắt cái đường giữa này đi nè là thành CB2. Đó là hồi đó tại vì họ nói chung mình không biết, là mình thấy là ghi là CB2 thì đúng là CB2 thiệt luôn. Đó rồi vậy, nhưng mà cái này là gọi là độ chế nè. Nếu mà các bạn nào mà có con CB1 á, mà các bạn mà muốn làm thành CB2 á mà các bạn không mua được á, thì các bạn có thể dùng làm cái cách này nè. Đó các bạn cưa nó giống như là nè, cái mảnh này là mảnh nguyên khối nè, đúng không? Đó thì các bạn chỉ cần cưa ngang này qua đó, kia cưa bốn cái mảnh này nè, đó đi nguyên một đường dài, đi nguyên đường dài này ra luôn là sẽ thành CB2. Đó đó đúng luôn á. Nói chung là hàng chia bữa giờ mình cứ thắc mắc bằng cái ủa sao tự nhiên kỳ sao á, mà mình để vậy nè, đó các mình thấy ủa sao tự nhiên nó đáng lẽ là cái mảnh nguyên khối mà tại sao nó bị khống đây, giờ nó mấy cái lỗ này nè, thực sự là mấy cái này là mấy cái chấu gài của nó nè, nó gài qua gài lại nè mà bị cưa ngang qua nè, đó các bạn thấy bị hỏng không? Mình thấy thắc mắc đó, thì ra là do cái này là độ, chứ thực sự á nếu mà nói mà không có con này hình như là bây giờ là các bạn mà muốn kiếm con CB2 hầu như là không có luôn á. Đó thì hên sao á là bây giờ cái hãng Sinh Su nó ra được cái con CB2, mà thậm chí con này nó có 500 luôn. À, thì bây giờ mình quyết định mình mua để mình giới thiệu đến các bạn. À. Rồi, đây là cái cuốn sách. Đây là cái tờ giấy chứ. Tờ giấy này chắc cái tờ giấy hướng dẫn giải nè. Cái tờ giấy này có bộ quan trọng nè. Tại vì cái CB1 á là rất là nhiều người hướng dẫn rồi, nhưng mà cái CB2 này là mình thấy rất là hiếm người hướng dẫn giải luôn á, nên phải giữ lại để có gì còn coi nghiên cứu, chắc mình nghĩ là khó à. Rồi. Đó. Nè các bạn, đây mình sẽ cho coi để
đúng nè, bây giờ mình sẽ tách cái đường giữa nè, đó các bạn thấy đúng không? Đó, tức là cái đường giữa của cái góc bự này nè, đó là nó phải làm như vậy nè, còn cái này là rõ ràng luôn, cái này là giống y như là cưa ra luôn á, giống như từ con xì bé 1 và cưa thành xì bé 2 thôi đó. Còn đây rõ ràng nè, các bạn thấy cái đường giữa của người ta không? Đó. Ủa sao dít, hơi dít quá vậy ta? Hơi dít quá vậy ta? Hay là chưa lúc á, hay là nó bị lỏng? Con này là hình như là mình coi là trên shop ghi là có 500 á, nhưng mà hình như đúng rồi, có 500 nè, nhưng mà sao nó hơi dít á, nó không có được mực mượt á, hay là chưa có lúc vô á. Đó, còn ví dụ như ông đó nè, các bạn thấy không, mình quay cái đường cơ bản của cái con CP2 CP1 nè, các bạn thấy nó cũng có ấy rồi, che gì phải không? Đó, còn ví dụ như mình quay qua đây nè, đó là CP2 nè, đó không có đường, nó đâu có bị cắt cái gì đâu. Đó, nè bên đây cũng vậy nè, nó đâu có cắt gì đâu nè, đó. Còn đây bạn lục xung quà bạn chế ra, nói chung giờ ý tưởng vậy cũng hay, giống như mình có thì bạn nào mà có con CP1 á, các bạn có thể cắt ra các bạn làm thành con CP2 cũng được. Đó, nhưng mà mình thấy con này nó hơi dít quá, nó không có được mượt các bạn ơi, hay là tại vì một là nó siết chặt, hai là nó làm sao, hay là chưa lúc làm sao á. Thôi nói chung ra là nếu đúng luôn á, đây là lần đầu tiên mình có được cái con xì bé 2 này luôn nè, chứ thật sự hồi trước mua con này á, thấy mừng lắm, mừng hết lớn luôn, nghĩ là mình được có được con xì bé 2, thì ra là do là từ con xì bé 1 mà nó độ sang. Còn cái màu sắc của nó đó, là cái màu này là mình rất là thích nè. Đó, nhựa này là dạng như là nó là dạng như mờ nè, nó khó có bị chày. Đó, còn mà nó mà bóng lưỡng như cái này nè, đó nó dễ bị làm xước lắm nè, các bạn thấy cái này là dạng bóng lưỡng nè, nó dễ bị chạy xước lắm. Còn cái nhựa nhám này nè, nó sẽ ít bao giờ bị chạy lắm, nó sẽ làm cho cái con rubik mình nó sẽ được mới hoài luôn. Con này á mà không kỹ nó rất là dễ bị chạy luôn. Đó, hai con này là hai con đời bóng nè, các bạn thấy màu trắng không, mình mua giờ mình đâu có chơi đâu, nhưng mà các bạn nhìn kỹ nè, đó nè, các bạn thấy xước dầm không? Đó, xước dầm quá trời luôn nè. Đó, các bạn có thấy kỹ không? Đó, nó xước dầm quá trời luôn. Còn trong khi đó là nếu mà những cái loại mà nhựa nhám cái này nè, nó ít bao giờ mà nó bị xước kiểu vậy lắm. Bởi vì tại sao mà mình luôn luôn mình nói là mình khoái mấy cái loại mà nhựa nhám vậy nè. Đó, còn này nè, nó hơi bị rít nè, các bạn thấy không, quay nó cứng lắm nè. À, mình phải gồng luôn á, mình phải gồng luôn mình mới quay có được luôn. Cái này không phải là do 500 nó hít, mà là do cái trục của nó nè, cái trục của nó là bị rất là cứng luôn nè, quay là muốn không được luôn á, hay là nó làm sao á. Nè, 500 thì đúng rồi, cảm nhận là có vỏ 500 luôn nè, nhưng mà nè cái trục hay là mình để nó không khớp ta, đâu để bằng rồi mà nè, quay nó cảm giác nó hơi bị khựng khựng sao á. Còn ví dụ như mấy con này nè, không quay rất là mượt luôn, mặc dù là nó không có 500. Con này có 500, con này có 500, con Yushin này có 500, còn con này á là không có nè, nhưng mà quay nó cũng mượt nè. Còn con này nó bị cái gì, hay là chưa lúc hay sao á, thấy nó khô rang nè. Đó rồi đó, thì mình chỉ giới thiệu cho đến các bạn vậy thôi, với lại mình mừng quá có được cái con xì bé 2 đúng nghĩa luôn. Rồi đấy, rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ like đăng ký và chia sẻ video cho mình, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha, bye bye, chào tạm biệt.